Trong tập 9, chúng ta sẽ gặp lại biệt đội Ngựa Một Sừng và biệt đội Tia Chớp. Các chiến binh của hai đội hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tiết mục hấp dẫn đúng tìm bằng giám khảo. Mênh mênh mang mang phù vân niên tử vi vi vu vu trúc lâm thiền tử. Wow, quá tuyệt vời. Bùng nổ hơn, hoành tráng hơn là phần thi đối kháng hát và nhảy. Ai sẽ là người mang điểm cộng về cho đội của mình? Đón xem tập 9 được phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 2 tháng 9 năm 2017 trên kênh HTV7. Mami, mì trẻ em ngon nhất Đông Nam Á nay đã đến Việt Nam. Bóp vụn, lắc đều, thưởng thức ngay. Truy cập vào địa chỉ fanpage Mami Việt Nam để biết thêm chi tiết và đặt hàng nhé.